Tôm nướng muối ớt, chắc có lẽ nhiều bạn rất thích món này nè. Các bạn nào thích món này, hãy cùng Nhung Châu vào bếp thực hiện nhé. Các bạn chuẩn bị những nguyên liệu này nha. Nửa ký tôm sú, dưa leo, cà và rau răm để ăn kèm, hành tím xay và tỏi xay 50g, một ít ớt, gia vị đi kèm gồm muối tôm, đường, bột ngọt, nước mắm ngon, dầu màu đều. Trước tiên các bạn rửa tôm cho sạch để ráo nước, rồi cắt rau cho gọn cho vào tô. Tiếp đến thì các bạn lấy hành tỏi xay cho vào chén cùng với 2 muỗng cà phê muối tôm. Một muỗng cà phê bột ngọt, một muỗng cà phê đường. Một muỗng canh nước mắm ngon. Một muỗng dầu màu điều, rồi trộn đều. Và thêm một ít ớt xay, trộn đều. Các bạn chan hết hỗn hợp này vào tô tôm, rồi trộn đều. Để khoảng 30 phút. Các bạn để trong tủ lạnh ngăn mát cho tôm được tươi nhé. Các bạn lấy mấy que chan ngâm vào nước để khi nướng cây không bị cháy. Bây giờ các bạn lấy que tre xuyên từ đuôi đến đầu con tôm cho con tôm được thẳng đẹp. Trong khi chờ tôm thấm gia vị thì các bạn nhúm lửa than nhé. Các bạn nướng lửa than vẫn ngon hơn. Để lửa than nhỏ nhỏ thôi vì tôm cũng mau chín. Để lửa than nhỏ thì cho tôm chín từ từ nhé các bạn. Sắp tôm lên vỉ nướng thì còn dư cái gia vị trong tô, các bạn rưới lên tôm cho tôm không bị khô và được thấm thêm gia vị. Nướng khoảng 5 phút thì tôm đã chín vàng. Thì các bạn trở qua mặt kia, rồi cũng rưới thêm gia vị lên con tôm. Rồi mình nướng thêm 5 phút nữa. Tôm đã chín rồi đó các bạn, thơm nức mũi luôn nè. Tôm chín rồi mình gấp ra đĩa. Bây giờ mình trang trí theo cách của các bạn nhé. Rau răm, cà chua, dưa leo ăn kèm cho tăng thêm phần hấp dẫn nhé các bạn. Làm thêm một chén muối tôm và chanh để chấm nhé các bạn. Ngon thơm quá các bạn ơi, hãy bắt tay vào làm để cả nhà mình cùng thưởng thức nhé.
cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu các bạn yêu thích bếp ăn Dung Châu, xin hãy bấm like, bấm nút đăng ký kênh hoặc chia sẻ cho các bạn cùng xem để theo dõi những món ăn của Dung Châu chia sẻ tiếp nhé các bạn. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.